Good morning các bạn. mua cái này mình kẹp lên cái nón rồi mình đội lên đầu. Mình quay phim như vậy nè. Đi thử coi nó ra sao. Mình nghĩ đeo như vậy đi chắc mắc cười lắm. Ê, như nó xéo phải không? Khó thấy quá. Mình thử coi nó tốt không. Đi bộ mà đeo cái này thì chắc bà con nhìn tưởng thằng khùng. Mình muốn chắc khi nào mình làm cái gì đó, ví dụ như nướng thịt hay gì á, mình quay kiểu như vậy thì các bạn nhìn thấy mình đang nướng thịt, nó cái góc độ nó khác một chút, giống như mấy người đi câu cá hay gì đó không. Thì mình thử coi nha. Ok, mình đi thử chút xíu nha. Coi vậy chắc không được đâu. Ôi trời, nắng sao thấy coi được không, nhìn thấy mắc cười quá, không được. Đeo vậy giống khùng quá. Thấy sao các bạn, thấy đi thử một chút thôi. Hôm qua đi thăm con gái trên đường thì cũng tán dốc tầm bậy tầm bọ cho vui vậy mà. Đây là cái khu nhà mình ở đây. Thường thì mình hay đi bộ, mình phải xoay từ từ tạm thôi mất các bạn chóng mặt. Cái này là cái sân sân cỏ nè. Mình có lúc mà làm biếng đi vòng vòng đây thôi trong bóng mát, còn có lúc thì mình đi vòng ra ngoài đường hay là vòng theo cái xóm đi ra tuốt đây vậy đó. Ở đây là họ có cái vườn cây mà bây giờ bông nó héo hết rồi. Mình không biết mình chỉnh cái gốc nó có chĩa thẳng ra cho các bạn nhìn thấy giống như mình đang đi bộ không ha. Thử chút xíu thôi à. Làm cái máy, mình mua cái máy nhỏ, cái Insta360 đó, để mình gắn mình trên áo thì khó, người ta khó thấy, nhưng mà nó thâu chất lượng quá dở đi, mình không thích. Cho nên mình cái GoPro hay với cái action camera này DJI thì nó bự quá, đeo lên đầu vậy là người ta thấy liền. Phải kẹp lên ngực, chắc kẹp lên ngực thì cái đi nó thấy nó dần. Mình thử như vậy có nó ra làm sao vậy thôi. Anyway, thôi mình quay lại. Quay tới từ đây là cái vườn mà mình nói nè, lúc mấy tuần trước nó nở hoa đẹp lắm, bây giờ xấu quắc. Nhiều người ta thấy kệ ha, ta làm vlog người ta thấy ai muốn cười thì cười, miễn sao có nhiều view, có nhiều thu nhập là người ta khoái chí rồi. Mình tìm đủ mọi cách để mà mình tạo làm sao giống như các bạn đang ở đây vậy đó, giống như các bạn nhìn thấy phong cảnh như mình nhìn á, cho nên đeo lên đầu này có vẻ là cần đúng nhất á, nhưng mà không biết mình có thấy kỳ cục không? Mình thấy kỳ cục quá rồi. Nên về thử chút xíu thôi, coi nó ra làm sao nha. Giờ mình đi bộ đây, xách cái máy theo chụp hình. Trên đó có cái cây cây bonsai để mình chụp thử coi đẹp không. Chụp thử đây coi. Xấu quá.
Bữa nay mang cái GoPro trên đầu đi cho các bạn nhìn xem cái gác này mình thích lắm nè. Lúc này thì cái gác mặt trời chiếu thẳng vô cái gác đó, có bộ hơi nắng ha. À, người ta cũng đi bộ nhiều quá kìa, dẫn chó. Hy vọng mình đừng có lắc lư cái đầu quá và con thấy chóng mặt. Đây có cây lựu nè, trái lựu. Đường vắng này mình đi quá nhiều luôn. Cây chanh hái về làm nước chanh uống à. Nhìn ra ngoài đường đây, ôi cái mùi gì thật thối quá vậy. Golly. Yên lặng không? Không có xe thì nghe yên lặng. Đi đường này không biết có cái gì để mà chụp hình không? Lúc sáng thấy nửa tô bánh tầm, bánh tầm bì, nước cốt dừa, chịu hết nổi phải ăn luôn. Ăn xong rồi giờ mình đi bộ đây, cử mà gì mà không có kiên nhẫn gì hết, cứ thấy là ăn, thấy thèm là ăn là chết rồi. Để vậy mình thâu luôn nó đi, dài quá không ta, nhìn thấy hơi chán hả. Đi bữa nay sao cái chân nó cà sụp không biết cái máy nó có stable không, nó có. Chắc mình đi tới cái suối đó rồi mình cúp đi tới nha. Không có cảnh gì đẹp để chụp hình hết à. Ra công viên thì có vịt, có ngỗng, sóc. Thì tới cái suối là có cái chùa Việt Nam á. Chắc mình cúp đi, mình đi bộ tiếp, cái gì vui thì mình bật lên tiếp. Ha, con sóc kìa, bật trình chụp hình sóc coi. Đâu mất tiêu rồi, chạy vô mất tiêu rồi. Hơi mất rồi. Phải lanh lẹ mấy chút, chậm chạp quá chụp mấy con thú vật này. Chạy đâu mất rồi. Đây
Đây là cái chùa đây nè các bạn. Cái đất của họ dài tốt như nãy, tới ngoài đầu đường nó luôn, dài tới đây. Cất rất là lâu luôn, trên 2 năm trời mà thấy chưa có mở cửa nữa. Không biết có thể họ chỉ để là tu viện thôi thì phải có thể chỉ cho người. Rồi thấy không có trưng bày tượng Phật gì rum beng ở ngoài hết. Đúng không? Cũng có thể từ từ họ sẽ làm. Đây này. Cái này cho nó cao chút nhìn vô. Bắt đầu trồng cây kiển ở ngoài. Cái suối khô đây nè, suối khô nhìn chán chết. Suối khô giống như là một cái suối chết, nó có nước nó chảy thì mình thấy nó có sức sống. Đây nè, cỏ cũng chết, có con đường mòn nhưng mà mình đi vô không được. Ôi, không có gì chụp hình hết các bạn, chán quá. Thôi mình cúp đây nha. Suối khô, không có gì chụp thôi. Chụp đại cho vui. Ok, đây để mình chụp thử cái cây bonsai này, cái góc cạnh này. Ây da, come on. Nắng quá. Không có gì chụp á, đây có cái mấy cái bông mà chụp cho vui thôi. Bông hồng, bông hồng cho em. Hay không đẹp. Đường này mình đi rất nhiều rồi, chụp tấm ấm hình. Thôi chụp đại đi. Sắp đi tới cuối con đường này, mình bật lên lại chút xíu. Lúc này có nhiều bà con đi bộ quá. Rất nhiều ninja. Hồi xưa mình đi Việt Nam mình mới thấy ninja, nhưng mà bây giờ ninja nó tràn ngập qua bên Mỹ. Đó là những người phụ nữ Á Đông mặc đồ lụp xụp, đội nón lụp xụp, che mặt che mày. Giống ninja không? Ở đây có cái ghế ngồi nè. Đây như mình nói, nhìn xuống downtown San Jose.
đứng đây đi downtown San Jose để mình chụp nha. Có vậy thôi à các bạn ơi. Thôi mình đi bộ tiếp. Đi tôi tới cuối đường luôn cho các bạn xem. Đây có một cái ghế ngồi nữa nè. Ở đây Silicon Valley. Ok, nó nghĩa là hết rồi đó, tới đó là cuối đường rồi. Cuối đường cùng. Đây, cuối đường cùng, có cái hàng rào chặn lại. Nhà mình mấy cái bông này nó nở đẹp rồi đó, để mình chụp thử nha. Sao ban ngày có mặt trăng ta? Trên đường về đây, mình hy vọng các bạn thấy hôm nay cái vlog này nó có vẻ thú vị chút xíu. Là mình cầm máy như vậy, mình chụp hình và mình để cái cam trên đầu mình đi á, các bạn nhìn thấy cái góc cảnh nó rất là gọi là sao ta, sự thật giống như là mình đi vậy đó, giống như các bạn đang đi bộ với mình vậy đó trên con đường vắng này. Thôi mình chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và đầu tuần may mắn nha. Bye bye.